Là khi mà tới Việt Nam thì phải học chửi tục trước để mà mình chửi lại. Chắp chắp cùng Uzi. Ở Hàn Quốc thì ngày 14 tháng 4 là Black Day, tức là người ta sẽ ăn mì đen. Lý do là Black Day có nghĩa là những người mà không có người yêu là sẽ ăn những cái món ăn mà màu đen. Những người mà có bồ rồi thì vẫn ăn màu đen không ăn. À thế hả? Đúng rồi. Rồi chị ăn nhá. Ok, ăn một miếng thôi. Có sao kỳ vậy? Cho ăn một miếng thôi à? Đúng rồi. Ăn được không? Đen đói ăn ngon quá. Ngon quá hả? Bây giờ chị có thể chấm điểm cho cái món này được không chị? Chấm điểm hả? Đúng rồi. 10 điểm là cao nhất à? Đúng rồi, 10 điểm là cao nhất. Chị sẽ cho món này 9.9. Ồ. Thật sự là rất là ngon, rất là hợp vị. Em nghĩ là các bạn Việt Nam sẽ thích món này đấy. Tại vì càng ngon hơn. Món món này mùa say quá. Đen, pizza màu đen. Thiệt tình là hôm nay món nào cũng đen thui vậy. Đúng rồi. Oh my god. Cho xem các bạn đi. Các bạn thấy màu đen không? Ồ, màu đen. Ai sao? Vụ này là mới này, này, nước màu đen xong rồi cục kem màu đen luôn. Một, hai, ba. Ô, cái này là mùi gì đó? Mùi gì? Không biết nữa nhưng mà ngon quá. Ở trên có kem này. Kem này đen à? Kem này là giống như cái Oreo, bánh Oreo. Cái này uống cái này có đen không ta? Hả? Đen nè. Ôi. Đen chưa đấy. Đen rồi đó. Đen rồi, lưỡi đen rồi. Dạ. Phần này 350 hả? Ừ, 350. Pizza 350 cũng được. Mà hơi mắc. 1, 2, 3. Đối thử, đừng, không được ở đây thì không được nói sợ. Thấy ngon thì ngon, không ăn thì không ngon. Ra nha, mình dễ nuôi lắm. Đa phần ăn nhiều mới ngon kìa. Rồi chứ ngon mà. Mà sao ở đây màu đen hay nhỉ? Cái mùi gì vẫn giống nhau. Thôi, đi ăn gì đâu thấy khác biệt gì đâu. Đúng rồi, không có gì nhá. Hả? Nó màu đen nhỉ? Ừ, nhưng mà chị em đi dạo này làm gì? Hôm nay à? Dạo này. À dạo này thì Emily đang chuẩn bị mới. Ừ. Bởi vì sau cái của Soobin thì Emily có chuẩn bị một cái single solo của mình. Thì bài nhạc sắp tới như là Emily đã chia sẻ thì nó sẽ là một bài rap đúng theo style của Emily thích, có nghĩa là nhìn nó ngầu xíu nhạc hip hop và rap. Dự định sẽ ra mắt vào tháng 12. Tháng 12. Woo! Hay quá. Tôi sẽ đã bao giờ chữa bảy và tiếng Việt. Rồi, bởi vì Uchi là khi mà tới Việt Nam thì phải học chửi tục trước để mà mình chửi lại. Ai vậy em đấy? Bạn em và người Việt. Khi là cái từ đó cho nấu má thì nếu mà Uchi không hiểu thì Uchi nói là cảm ơn nhiều, không có chi, thì người ta sẽ nghĩ là thằng này bị điên, nên là mình phải chửi lại. Đúng rồi. Mẹ thằng đủ à, hiểu không? Thì chỗ đó là phải biết hết. Chị em đi đánh là mì đen này bao nhiêu tiền? Mì đen này hả? 150. Ừ. Đó không? Dưới nữa. Rẻ hơn 150. Ừ. Mai để xuống dưới 90. Lên 100. Đúng rồi. Ok. Vậy là với một phần mì 100.000 mà rất là nhiều. Em đi chắc chắn người Việt thì ăn một phần. Chú thể nói vài câu mà chị đã học tiếng Hàn được không? Được, vừa học. Ok. À, 안녕하세요. 저는 Emily입니다. 저는 베트남 사람입니다. 만나서 반갑습니다. 그 là tôi tên là Emily và tôi là người Việt Nam và tôi rất vui được gặp bạn. Và cảm ơn đúng không? Dạ, cảm ơn.
Ở đây có dưa leo và thịt thịt, thịt heo và hành tây. Đúng rồi, hành tây và dưa leo. Ồ, thịt heo là hơi chín cô kì. Đúng rồi. Hay quá. Lúc mà mình học một ngôn ngữ mới á, thì đôi khi có những cái âm mà phát âm rất buồn cười. Ví dụ nha, kết thúc tiếng Hàn là gì? Kết thúc kịch. Kích. Kích tiếng Hàn là kết thúc, nhưng mà kích ở Việt Nam là thơm lắm đâu nha. Kích. Đấy. À, tuần đúng không? Yeah. À. Contact chi. Tiếng Hàn là kiểu như là yeah. I like you. Đúng rồi. Ờ, từng crush on là để ý, có nghĩa là khi bạn thích một người, bạn để mến một người thì bạn sẽ nói là contact chi, nhưng mà nếu mà đọc thô một xíu qua tiếng Việt là rất là đẹp. Thấy mọi người đúng rồi, đọc thử nhá. À, mẫu người bạn trai lý tưởng của chị hả, thì chia sẻ ít thôi, thì thích con trai châu Á hơn là con trai châu Âu, nên là lý tưởng đầu tiên phải là con trai châu Á. Lý tưởng thứ hai là cười đẹp. Thực sự thì em Ly sẽ không để ý là có đẹp trai hay không. Thường thì em đi để ý thấy là những bạn trai mà có nụ cười đẹp ấy. Đúng rồi, em đúng không? Ở đây có gì đó? Trong này, cái này gọi là gì? Lúng đồng tiền hả? Biết sao không? Các bạn cũng subscribe rồi cho nên là sẽ có cái này.